Sau khi mở một gian hàng đầu tiên tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia cách đây hơn một năm, nay công ty giày dép Bitit tiếp tục mở thêm một cửa hàng nữa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Và cả hai cửa hàng đều tại chợ đầu mối lớn và tại vị trí đắc địa ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lễ khai trương cửa hàng thứ hai của Bitit tại khu vực chợ mới ở thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của Đại sứ Vũ Văn Minh. Đại sứ Vũ Văn Minh đánh giá cao công ty giày dép Bitit đã quyết tâm mở rộng thị trường tại Campuchia, trong khi nhiều sản phẩm khác đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đây là sự quyết tâm đáng khích lệ đối với công ty Bitit. Mặc dù dịch COVID gây ra những nhiều khó khăn trên toàn thế giới, kể cả đối với hoạt động kinh doanh, thương mại, nhưng riêng đối với Việt Nam và Campuchia, thì hai nước chúng ta đã quản lý và kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Có thể nói là cuộc sống hiện nay ở Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung là hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà Bitit quyết định mở cửa hàng thứ hai ở Phnom Penh chỉ sau một năm hoạt động cửa hàng thứ nhất rất thành công là một dấu hiệu cho thấy là thị trường Campuchia tiếp tục là thị trường tiềm năng rất là quan trọng đối với các sản phẩm Việt Nam. Và đặc biệt là cho chúng ta thấy rằng các sản phẩm Việt Nam được người tiêu dùng Campuchia hoan nghênh và đánh giá cao. Trong thời gian qua, sản phẩm Bitit không chỉ có mặt ở Phnom Penh, mà còn được phân phối đến 24 tỉnh tại Campuchia. Thương hiệu tụi em thì đã được biết, người dân biết đến rồi, nên tụi em cũng rất là mạnh dạn và để tụi em cái đáp ứng lại cái lòng mà của người dân Campuchia hướng về cái thương hiệu của tụi em như vậy thì tụi em cũng muốn mở rộng cái thị trường ra để mình có nhiều một cái điểm dừng chân mua sắm cho khách hàng người Campuchia hơn nữa. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia vẫn đạt gần 3,8 tỷ đô la Mỹ, chỉ giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này có sự đóng góp rất ý nghĩa của các doanh nghiệp quyết tâm bám giữ và phát triển tại thị trường đất nước Campuchia láng giềng, trong đó phải kể đến sản phẩm giày dép Bitit.